Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Hôm nay mình sẽ bán điều. Các bạn thấy đó, mình có hộp điều để ăn, vừa bán vừa ăn luôn nha. Đây, đây là bọc điều duy nhất cho mình bán cho các bạn đó. Hộp điều này mình nói cho các bạn biết nha. Hộp điều này nếu người nhà, nếu già cũng ăn được, nhưng mà nếu không ăn được thì mình có thể xay thành sữa điều để uống, nó rất là tốt và tốt cho tim mạch nữa. Nó rất tốt, nhất là những bà mẹ đang mang thai hoặc là cho con đang cho con bú, có thể ăn điều này rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà các bạn nhớ, bọc điều này có 5.000 thôi. Mua mấy bọc cũng là 5.000. Mình bán rẻ tiền thôi. Mua mấy bọc 5.000 thôi. Các bạn đừng có lo. Nếu nhà bạn nào xa thì mình có thể gửi đến tận nơi. Còn nhà bạn nào gần thì bạn đó phải đến đây để lấy. Nhưng các bạn nhỏ nào xa ơi là xa, ở xa thì mình sẽ giao đến tận nơi, giao ship đến tận nơi luôn, giống như là Shopee á. Nhưng mà hàng này mình có bán 5.000 thôi, 5.000 thôi, 5.000, đúng 5.000 thôi. Đây, vậy mình giao đây, đúng một bọc to luôn nha. Nhớ mua cho mình 2 bọc hay là 5 bọc gì đó nha. Ôi, thì có 5.000 thôi, 5.000 thôi, dễ tiền lắm. Mình bán rẻ hơn mẹ mình. Mẹ mình bán 20.000 lần, còn mình thì bán có 5.000 thôi, 5.000. Bán rẻ cho các bạn, cho nhiều người mua. Nhưng mà chỉ có bao nhiêu bọc này thôi, mình sẽ mua cho nhiều nhiều lên để mình bán cho các bạn nhỏ khác nữa nhé. Đây đây, 5 bọc đây, một bọc nữa đây đó, đúng 1, 2, 3, 4, 5, đúng 5 bọc luôn nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái điều này nha. Thật là ngon và bổ dưỡng nha, tim mạch. Chờ mình chút. Mình đã quay lại ở đây. Lúc nãy mình đi uống nước. Cảm nhận ăn điều xong nó ngon mà. Mày không, mình cứ khiến uống nước cho mình một chút nha. Mình đã quay lại với các bạn rồi đây. Điều bán có 5.000 thôi. Video đến đây của mình cũng là hết rồi. Tạm biệt các bạn những video sau nha.